Hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đối với nhiều người Việt thì đây là ngày lễ rất quan trọng. Trong ngày này, nhiều gia đình có thói quen là không sát sinh, ăn chay rồi lên chùa cầu nguyện để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Cũng chính bởi quan niệm này mà không riêng gì ngày rằm tháng 7, thậm chí tháng 7 được coi là tháng ăn chay của nhiều người. Tuy nhiên, ngoài mục đích tôn giáo hoặc để giữ gìn sức khỏe, thì nhiều người đang ăn chay theo phong trào, nghĩa là thấy người khác ăn thì cũng bắt chước ăn mà không hiểu hết về việc ăn chay. Vậy điều này lợi, hại thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên Chào Buổi Tối. 4 năm nay, ngày rằm tháng 7 hàng năm, chị Huyền đều ăn chay. Quan niệm này thì tùy từng người thôi. Nhưng mà quan niệm của tôi thì tôi vẫn ăn chay mà. Cho nên bởi vì ăn chay thì dù sao mình cũng có nghĩa là tâm hồn thanh thản thì mình cũng nhớ về các cụ nó tốt hơn. Mình cũng cảm thấy là mình có thời gian để nhớ nhiều về gia đình và đấy về cha mẹ nhiều hơn. Không chỉ chị Huyền mà nhiều người khác, đặc biệt là giới trẻ cũng đang có xu hướng ăn chay 1-2 ngày trong tháng. Tôi thì thường ăn chay vào mùng 1 và ngày rằm. Ăn chay thì mình cũng có một số lý do là thứ nhất là mình thấy nó cũng tốt cho sức khỏe. Thứ hai là vì mình cũng thường đi chùa ấy, thì nghe các thầy sư nói nhiều thì mình nghĩ là ăn chay thì rất tốt. Thì thông thường thì tháng Vu Lan thì mọi người sẽ ăn chay đông hơn so với ngày thường. Thì bởi vì là tháng Vu Lan là tháng để tri ân báo ơn, báo hiếu cha mẹ và tổ tiên, nên là mọi người rất hay phát tâm ăn chay vào cái tháng này. Có những người mà cả năm ít ăn chay nhưng mà riêng cái tháng Vu Lan họ lại phát tâm ăn chay rất là mãnh liệt với muốn cái tấm lòng mà muốn báo hiếu cha mẹ, lấy công đức đấy để hồi hướng cho cha mẹ với cả kỳ huyền thất tổ. Tuy nhiên, cũng chính bởi việc ăn chủ yếu là các thực phẩm có nguồn gốc thực vật nên việc ăn chay kéo dài lại có thể gây ra những ảnh hưởng cho sức khỏe. Với những người mà chúng ta thấy rằng có cái ăn chay trường ấy, thì chúng ta sẽ nguy cơ là thiếu các cái chất dinh dưỡng thiết yếu, thì tôi khuyên là chúng ta nên ăn chay bán phần. Nhiều người còn tìm đến việc ăn chay như một cách để giảm cân. Thế nhưng có giảm cân được hay không lại là chuyện khác. Nhưng mà chúng ta cũng phải có kiến thức về mặt khoa học thực phẩm để chúng ta ngăn ngừa với vấn đề thừa năng lượng hay là tăng cân mà lại thiếu các cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu. Không thể phủ nhận những tác dụng tích cực từ ăn chay như không sát sinh, có thể thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, ăn chay đúng cách, đủ thành phần dinh dưỡng, lựa chọn được thực phẩm sạch, kết hợp chế độ vận động phù hợp mới là cách để đảm bảo sức khỏe cho mỗi người.